Chào mừng các bạn đã quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh Thế Hùng Crypto. Nếu như bạn chưa bấm đăng ký kênh thì các bạn hãy bấm đăng ký kênh và chuông để nhận cái dự án kiếm tiền miễn phí cũng như là những video mới nhất ở trên kênh của mình nhé. Các bạn thân mến, thì ở cái video ngày hôm nay thì mình chia sẻ cho các bạn một cái kèo chúng ta sẽ nhận cái đồng coin của sàn, đó là cái sàn Bitlink. Và đây là một trong những cái sàn mà mới ra mắt vào đầu tháng 4 năm 2023. Và hiện tại thì trang Twitter chính thức của họ thì đã có tích xanh và có 7.082 người theo dõi. Và ở đây thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cách để chúng ta tham gia vào chương trình Aerobe của cái sàn này để chúng ta nhận cơ hội lên 1 triệu cái đồng token, đó là cái đồng BTK, là cái đồng coin chính của cái sàn này. Và thì ở đây thì các bạn có thể thấy cái phần giới thiệu sơ qua của dự án, đó là cung cấp cổng cách cho blockchain và được thúc đẩy bởi niềm tin của chúng tôi vào sức mạnh biến đổi của Bitcoin. Thì ở đây đang có cái chương trình Aerobe này này, thì mình sẽ hướng dẫn cụ thể cho các bạn. Thì đầu tiên chúng ta phải đăng ký tài khoản ở một cái sàn Bitlink, và sau đó thì chúng ta sẽ tham gia vào cái sự kiện Aerobe này. Thì mình sẽ hướng dẫn cụ thể. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đăng ký tài khoản ở trên sàn Bitlink trước các bạn nhé. Thì link đăng ký sàn thì mình sẽ để dưới phần mô tả của video. Thì khi các bạn kích vào thì nó sẽ dẫn chúng ta đến cái phần mà đăng ký thông tin như thế này. Thì ở đây thì nó sẽ có cái hai cái cách để cho chúng ta đăng ký, một bằng địa chỉ email, hai là điện thoại di động. Thì theo mình thì khuyên các bạn nên sử dụng bằng cái địa chỉ email, bởi vì sử dụng số điện thoại thì có một số những quốc gia thì có thể không hỗ trợ cái phần mã vùng, ví dụ như là số điện thoại thì có phải là một số quốc gia nó không được hỗ trợ mã vùng, như nên chúng ta sẽ không lấy được cái mã code. Thì mình khuyên các bạn sử dụng cái email để đăng ký tài khoản ở các cái sàn thì nó sẽ là thông dụng hơn nhé. Rồi bên dưới thì các bạn nhập phần mật khẩu cho mình, và các bạn để bên dưới này chính là cái mã mời nhé. Thì các bạn chấm đánh dấu tích vào đây và các bạn nhấn vào phần đăng ký cho mình này. Ok, thì bước này nó sẽ gửi cho chúng ta một cái mã code vào mail, thì chúng ta lấy mã code chúng ta nhập vào đây. Chúng ta sẽ quay trở lại phần đăng ký, chúng ta dán cái mã code vào. Rồi sau khi đăng ký xong thì chúng ta sẽ tiến hành chúng ta đăng nhập các bạn nhé. Bước tiếp theo thì chúng ta sẽ tải cái app về, thì ở đây nó có hai cái phiên bản, đó là bản APK và bản ở Google Play. Thì hiện tại thì hỗ trợ cái app ở trên Android thôi các bạn nhé. Thì mình sẽ tải app trực tiếp ở trên cái Google Play. Thì ở đây trên Google Play cũng chưa có app thì chúng ta sẽ rồi nó sẽ chuyển chúng ta đến cái phần mà cửa hàng Google Play, thì chúng ta cần nhấn vào phần cài đặt app cho mình này. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đăng nhập vào trong app. Đây các bạn kích vào đăng nhập này. Bây giờ chúng ta sẽ nhập cái địa chỉ email mà chúng ta đã đăng ký lúc nãy. Và chúng ta nhập mật khẩu. Rồi, bước này thì sẽ gửi trong vào mail cho chúng ta một mã code, chúng ta dán vào đây. Ok, như vậy là đã đăng nhập thành công rồi các bạn nhé. Các bạn nhấn ở phần đặt ngay cho mình này. Ở đây thì chúng ta sẽ nhập cái mã vân tay để sau này chúng ta đăng nhập vào sàn này cho nó tiện nhé. Ở đây là cái phần thưởng đăng ký này, chúng ta sẽ nhận là 30 USDT, các bạn nhấn nhận ngay cho mình. Đã nhận thành công, ưu đãi 30 USDT, số khấu trừ đã phân phối và hạn dùng đến ngày 27 tháng 10 năm 2023. Rồi ok, như vậy thì chúng ta đã đăng ký tài khoản thành công nhé. Thì ở đây nếu như các bạn muốn KYC thì các bạn kích vào cái phần biểu tượng chữ B này. Thì ở đây thì chúng ta sẽ là xác minh cái tài khoản của chúng ta, thì các bạn muốn thì chúng ta có thể xác minh, hoặc là các bạn chỉ cần KYC cấp 1 là chúng ta ok rồi. Rồi chúng ta sẽ quay trở lại và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái chúng ta làm cái nhiệm vụ Aerobe nhé. Rồi đây là cái link để chúng ta làm cái nhiệm vụ Aerobe. Thì cái sự kiện Aerobe mà tặng thưởng 1 triệu cái đồng BTK này thì hiện tại còn có 3 ngày nữa thì sẽ kết thúc các bạn nhé. Thì chúng ta sẽ làm cái nhiệm vụ. Đầu tiên thì chúng ta sẽ điền cái UID của sàn Bitlink. Các bạn bấm vào đây. Thì ở đây thì các bạn quay trở lại sàn Bitlink cho mình. Các bạn bấm vào biểu tượng chữ B. Rồi, ở đây thì các bạn sẽ thấy cái UID của tài khoản của các bạn. Các bạn bấm vào đây chúng ta copy. Rồi, sau đó để các bạn quay trở lại cái trang nhiệm vụ, các bạn dán vào cái ô cho mình. Và các bạn nhấn vào Continue.
Nếu như ở đây chúng ta yêu cầu chúng ta điền thông tin thì các bạn điền cho mình. Tiếp bên dưới các bạn điền cho mình địa chỉ email và sau đó thì các bạn chấm vào đây. Các bạn nhấn server cho mình. Tiếp theo thì chúng ta điền UID xong thì chúng ta kéo lên trên, chúng ta sẽ có một cái nhiệm vụ bên dưới này. Tức là ở đây thì chúng ta sẽ có cái nhiệm vụ PCL thì các bạn kích vào đây cho mình. Chúng ta sẽ claim cái điểm BTK, các bạn bấm vào đây. Thì ở đây nó sẽ chuyển chúng ta đến cái phần mà link bán trước cái tham gia, chúng ta mua trước cái đồng BTK. Thì cái này thì nó là cái phần đầu tư và hiện tại thì còn 18 ngày nữa thì sẽ kết thúc cái sự kiện bán trước này. Thì các bạn nếu như các bạn muốn thì các bạn có thể là mua trước cái đồng BTK này. Gọi là chúng ta chơi xổ số các bạn nhé. Thì ở đây mua thì các bạn sẽ là kích vào chữ mua cho mình này. Và sau đó thì chúng ta sẽ đăng nhập cái tài khoản ở trên sàn Bitlink thì các bạn mua. Thì mua thì chúng ta sẽ nạp cái đồng USDT vào sàn và sau đó chúng ta đăng nhập cái tài khoản của sàn là chúng ta sẽ tiến hành chúng ta mua trước cái đồng BTK này. Rồi, sau khi các bạn kích vào đây thì chúng ta sẽ quay trở lại cái phần nhiệm vụ ấy. Thì ở đây nó hỏi là giá bán ở trên cái giá bán của cái đồng BTK ở trên sàn là bao nhiêu. Bạn quay trở lại cái phần mua này. Các bạn nhìn thấy ở đây 1 BTK bằng 0.003 USDT. Đó thì các bạn quay trở lại này. 0.003 thì các bạn nhập vào đây 0.003 USDT. Đó, các bạn chọn cho mình USDT, các bạn đó nhấn hoàn tất và các bạn nhấn continue cho mình. Rồi cái nhiệm vụ thứ hai chúng ta đã hoàn thành, thì đến với nhiệm vụ thứ ba là chúng ta follow Twitter. Các bạn kích vào đây. Các bạn nhấn follow cho mình nhé. Sau đó các bạn quay trở lại, các bạn nhấn vào continue. Tiếp theo join vào nhóm Telegram. Các bạn kích vào đây. Thì các bạn kích vào join cho mình nhé. Ok, chúng ta sẽ quay trở lại cái nhiệm vụ. Chúng ta nhấn continue. Tiếp theo còn một cái nhiệm vụ Twitter, đó là chúng ta sẽ retweet cái này. Các bạn nhấn vào đây. Các bạn nhấn retweet cho mình này. Và các bạn bấm vào team. Rồi các bạn quay trở lại này. Các bạn nhấn vào continue. Ở đây chúng ta truy cập vào trang web của sàn. Sau đó thì các bạn nhấn quay trở lại cho mình, các bạn nhấn continue cho mình. Ở đây đi code chúng ta cũng sẽ kích vào đây, chúng ta sẽ join vào nhóm đi code của họ. Các bạn nhấn vào phần chấp nhận lời mời. Nhấn cho phép, các bạn nhấn vào xác minh. Đây các bạn nhấn vào verify này. Ở đây nó nhảy ra rất là nhiều cái linh tinh thì các bạn có thể bỏ qua nhé. Nhấn hoàn tất này. Đã tham gia. Rồi, các bạn quay trở lại trang nhiệm vụ, các bạn back lại cho mình một cái, các bạn nhấn continue cho mình. Rồi, tiếp theo là join vào nhóm cái trang Instagram. Chúng ta đăng nhập tài khoản sau đó thì chúng ta sẽ là theo dõi cái trang Instagram của họ nhé. Rồi, sau khi join xong Instagram thì chúng ta sẽ quay trở lại, chúng ta xác minh cái nhiệm vụ. Ở đây còn một cái nhiệm vụ nữa, các bạn kích vào đây. Thì ở đây nó có một cái nhiệm vụ thì các bạn nhấn vào đây, sau đó các bạn nhấn vào connect này. Những cái nhiệm vụ này thì các bạn có thể không làm cũng được nhé, sau đó thì các bạn quay trở lại luôn cho mình. Các bạn nhấn continue. Rồi, tiếp theo ở đây chúng ta có một cái nhiệm vụ tít lại cái bài này. Đó, các bạn nhấn vào post. Rồi, sau khi post xong các bạn quay trở lại cho mình. Các bạn nhấn continue. Rồi, cái nhiệm vụ cuối cùng đó là các bạn copy cái link này, các bạn chia sẻ cho bạn bè và mời bạn bè tham gia. Rồi, ok, như vậy thì mình đã hướng dẫn cho các bạn là hoàn thành cái nhiệm vụ Aerobe để có những tham gia vào cái sự kiện Aerobe có cơ hội nhận là 1 triệu cái đồng BTK của sàn Bitlink. Và đây là một cái sàn mới và đang có rất là nhiều những cái sự kiện và khuyến khích người dùng tham gia.
Ok, video mình kết thúc tại đây nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video, và khi nào có cái thông tin trả thưởng thì mình sẽ cập nhật với các bạn ở trên kênh cũng như là trên nhóm Telegram và trên phần cộng đồng của kênh. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình.